Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với sự tham gia của một vị khách mời mới, đó là tiến sĩ dược Trina La từ Texas. Xin chào chị Trina đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin kính chào Trà My và kính chào khán giả VOA Vietnamese Service, Voice of Dạ, quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trong lúc America. chúng tôi trao đổi với tiến sĩ dược Trina La về COVID, về vaccine. Thì quý vị có những thắc mắc nào liên hệ xin vui lòng gửi trong phần bình luận để chúng tôi có dịp nhờ để mà chị có thể giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình diễn ra trực tiếp nhé. Ngày hôm nay nói về những vaccine, những tiến bộ của vaccine cũng như cái nhịp độ của vaccine đi theo kịp với đại dịch như thế nào giữa lúc mọi người còn đang rất là hoang mang với những ca báo cáo về phản ứng phụ vaccine đây đó trên khắp thế giới. Trong lúc mọi người vẫn đang chờ đợi vaccine bảo vệ cho mình tốt nhất, có rất là nhiều những người đang chờ được chích vaccine cũng như có những người đã được chích vaccine rồi vẫn còn hoang mang là vì đây đó vẫn có những ca huyết khối, vẫn có những ca bị đột quỵ hoặc là có những ca bị máu đông, bị thậm chí là bị phản ứng sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine nữa. Điều này khiến cho có người chần chờ chưa muốn tiêm vaccine cũng như là có người đã tiêm rồi thì hoang mang không biết là sức khỏe của mình như thế nào, đặc biệt là những người có những cái tình trạng bệnh nền, có những cái liên hệ về dị ứng cho nên họ rất là lo lắng. Trong lúc mà chúng tôi cùng quý vị cập nhật những thông tin mới về đại dịch COVID thì chúng tôi cũng mong giải quyết những cái lo lắng đó, xoa dịu những lo lắng đó của quý vị bằng những cuộc trao đổi với các chuyên gia, đặc biệt là chị Trina là một tiến sĩ dược, một người am tường về vaccine. Ngày hôm nay rất mong cuộc nói chuyện này sẽ giải tỏa cho quý vị những băn khoăn, những thắc mắc về vaccine. Hiện bây giờ mình nghe nói có hai dạng vaccine được bào chế hai cách khác nhau. Một là dùng cái tín hiệu di truyền mRNA đưa vào người. Hai là dùng một cái con virus làm một cái vector. Virus đã bị yếu đi rồi, đã chết đi rồi, làm cái vector đưa vào người. Thì hai cái cách này là hai cái cách mà công thức bào chế vaccine hiện thấy. Một cách đầu tiên mà Trà My nói dùng tín hiệu là của Pfizer và Moderna, và cái cách còn lại là mình thấy của Astra, Johnson & Johnson. Và trong hai cách mình vừa nói thì cái cách của Johnson & Johnson và Astra có nhiều báo cáo liên quan tới phản ứng phụ hơn so với cái cách kia, khiến cho nhiều người thắc mắc là bây giờ không biết là tôi nên chích vaccine của Astra, Johnson hay không, hay là tôi có nên cộng gộp, lỡ chích mũi đầu rồi có nên chích mũi sau là cái vaccine cái loại kia được hay không. Dạ, trước hết xin hỏi tiến sĩ Trina là về cái cách mà bào chế vaccine giữa hai cách, một cách dùng tín hiệu mRNA, một cách dùng virus đã làm yếu đi chết đi đó, thì nói về cái lợi cái hại của từng cách như thế nào? Thì hai cái nó có cái dụng ý tốt và có một cái phản ứng cũng không tốt, cái nào cũng có pros and cons hết Trà My. Cái mà viral vector vaccine là của Johnson and Johnson với AstraZeneca thì hiện nay tin tức nó rất là sung động về người bị huyết khối hoặc là đột quỵ, sốc phản vệ chẳng hạn cho hai cái liều thuốc này. Thì trong cái liều thuốc này á, nếu mà các quý bạn bệnh nhân nếu mà có cái phản ứng về cái polysorbate thì mình không nên dùng AstraZeneca với là Johnson and Johnson, thì nó có thể cho mình một cái phản ứng rất là mạnh, có thể là sốc phản vệ. Cái AstraZeneca and Johnson Johnson vaccine thì nó có thể làm cho một group của người bệnh vân, một nhóm nhỏ thôi, có thể bị đột quỵ hoặc là huyết khối, nhưng cái phần trăm này nó rớt, cái tỷ lệ này nó rất là ít. Ví dụ như Johnson and Johnson trong 7 triệu shot thì chỉ có 6 người bị thôi, thành ra quý vị với bà con cũng không đừng có bị hốt hoảng về cái vụ này, tại vì nó là rất là cái small number, cái số nó tỷ lệ nó rất là ít. Còn trong cái AstraZeneca thì đã có chừng 30 triệu rồi ở bên Euro, mà chị cũng có rất ít ca bị đột quỵ hoặc là huyết khối, bị đông máu cho những người đó. Thành ra FDA của nước Mỹ đã hoãn lại và không cho Johnson Johnson chích ngừa cho người nước Mỹ để người ta check lại để coi có bị nhiều không, thì xét lại thì chỉ có 6 người trong 7 triệu dân bị thôi, thành ra cũng không sao, thành ra Johnson Johnson đã được
tung ra thị trường trở lại, và mình chỉ cần thông báo cho những người bệnh nhân biết những cái dị ứng nó là như sao, để cho người bệnh nhân có thể có một cái khái niệm và một cái knowledge, để sự hiểu biết, để khi mà người ta bị những cái phản ứng đó, người ta phải biết làm sao và cách làm sao. Còn trong cái messenger RNA của Moderna với Pfizer thì cái đó là nó có hiệu quả tới 94-95%, thì trong 100 người vậy thì có khoảng 5 người nó sẽ không có hiệu lực hay hiệu quả gì hết cho cái miễn dịch đó. Nhưng cái phản ứng của nó là giống như là cảm cúm, hay là đau nhức, hay là nhức đầu, cũng giống như những cái dị ứng sổ mũi xì như cảm cúm nhẹ của mình thôi. Còn cái Moderna, cái Pfizer với AstraZeneca thì mình phải coi chừng những cái dị ứng cũng giống như là stroke hoặc là huyết khối, đột quỵ, sốc phản vệ cho những người đó. Thì hai cái nó khác nhau, nhưng mà cái tỷ lệ để bị mà bị cái phản ứng rất là nhỏ, và cái sự nguy hiểm rất là ít đối với cái số chung của cái số lớn khi mà mình đã chích người cho bao dân chúng rồi. Thưa chị, mình có thấy là có cả hai cái mình so sánh là có lợi và hại của từng cái loại vaccine theo cái cách công thức bào chế theo từng loại. Thì mình thấy là cái về phía Johnson Johnson và Astra đó, cái những cái gọi là phản ứng phụ coi bộ nặng nề nghiêm trọng hơn, dù là ít nhưng mà cũng nặng nề nghiêm trọng hơn so với cái phía của Pfizer hoặc là Moderna, cái công thức bào chế với cái tín hiệu di truyền mRNA. Thì xin hỏi chị, Pfizer và Moderna tới nay cũng được coi là rất là an toàn, tại vì cái tỷ lệ bị phản ứng phụ nó cũng ít, mà nếu mà bị phản ứng phụ nó cũng không có nghiêm trọng gì mấy so với cái AstraZeneca Johnson Johnson. Như vậy thì có thể nói là do cái công thức bào chế mà nó gây ra những cái tác dụng phụ đi kèm mạnh hay yếu, nghiêm trọng hay không, như thế nào không? Đúng rồi, đó Jamie. Thì khi mà người bệnh nhân mình bị những cái dị ứng cho chất polyethylene ethylene glycol, thì những người bệnh nhân đó không nên dùng Moderna với Pfizer, tại vì nó sẽ làm cho mình có cái dị ứng và phát lên cái dị ứng nó mạnh mẽ hơn. Thì những người bệnh nhân đó nên xài cái viral vector là Johnson & Johnson và AstraZeneca. Ngược lại, nếu mà người bệnh nhân nào mà có bị allergic hoặc là dị ứng từ cái chất polysorbate hoặc là EDTA thì không nên dùng cái chất cái vaccine của AstraZeneca và Johnson Johnson, because cái đó nó có thể là tạo lên một cái dị ứng mạnh mẽ hơn đối với những người bệnh nhân đó. Chị vừa nêu tên những cái chất đó là những chất hóa học, nhưng mà làm sao người tiêu dùng biết được những cái chất đó là những chất gì trong cuộc sống hàng ngày? Mình thấy những cái chất đó có mặt ở những cái thực phẩm hay là những cái không khí hay là những cái loại vật chất như thế nào để mình biết là mình dị ứng với cái chất đó thì nên tránh cái loại vaccine này đi. Thì polysorbate là một chất đường nó ở trong rất nhiều những cái syrup hay những cái kem. Những người nào mà ăn đồ mà có chất polysorbate, cái syrup đó, có nhiều khi người ta ăn vô người ta cảm thấy không khỏe hay là có một cái dị ứng gì đó, thì thường thường mình ăn uống đồ đạm mình sẽ thấy là cái chất đó làm cho mình có cái dị ứng. Thì nếu mà mình nghĩ là mình biết trước có cái dị ứng đó thì mình nên không dùng cái vaccine đó. Còn cái polyethylene glycol nó là một cái chất alcohol preservative, nó trong ví dụ như NyQuil hoặc là những cái thuốc mà cough and cold đó. Nhưng mà khi mà mình thấy cái đó, mình thấy mình không khỏe hay mình có bị dị ứng gì mấy cái đó thì mình không nên ấy. Nhưng mà chắc chắn hơn trước là nói chuyện với người bác sĩ của mình hoặc là người dược sĩ của mình, tại vì người ta biết cái hồ sơ của mình, cái lịch sử, cái tiểu sử của mình về cái những cái căn bệnh của mình, có những người nào sẽ có thể possible bị dị ứng cho một cái trong cái chất đó thì không nên thấy cái đó. Cũng giống như những người bệnh nhân ở trong nhà thương chẳng hạn, Trà My, khi mà người ta làm có đường dây IV vô trong cái mạch máu mà người ta chích cái heparin, cái chất thuốc heparin vô, thì nó có thể làm cho heparin induced thrombocytopenia, là những cái mà làm cho mình bị
thromboembolic là huyết khối đó, thì những người nào mà bị cái sensitivity to heparin ở trong nhà thương á, thì không nên dùng Johnson với Pfizer, tại vì nó có cái EDTA. Thì cái EDTA, cái chất đó khi mà nó vô trong mạch máu mình, nó có một cái similar reaction cho những người bệnh nhân đó. Thành ra nếu mà mình allergic to heparin khi mình làm nhà thương thì mình không nên dùng Johnson and Johnson hoặc AstraZeneca, thì tại vì nó có cái chất EDTA, nó sẽ làm tạo lên những cái mimic, những cái sign symptom giống y như hết vậy đó, heparin induced thrombocytopenia. Nếu ai có dị ứng với cái chất heparin thì không nên dùng vaccine của Johnson Đúng hoặc là Astra theo, nha. theo cái kiểu công thức bào chế mà họ dùng một cái con virus vector để đưa Đúng. cái tín hiệu vào người. Dạ, nhưng mà đối với những cái loại mà phản ứng mà nó nặng nề quá, có người là bị đột quỵ sau khi tiêm vaccine, có người là bị huyết khối, rồi có người lại bị là máu đông hoặc là tiểu cầu thấp. Dạ, thì những cái triệu chứng đó từ vaccine mà ra hay là nó cũng có cộng gộp với lại cái cơ địa, cái hoàn cảnh của cái sức khỏe của mình trước đó nữa hay là dạ. Dạ đúng rồi Trà My, thì nó cũng có, tại vì những người nào mà đã uống thuốc loãng máu hay là những người nào mà bị bệnh cardiovascular disease, người ta đã uống thuốc Bệnh loãng tim máu rồi, bệnh tim mạch rồi, thì đã uống aspirin hoặc là những chất thuốc mà loãng máu, ví dụ như mấy cái thuốc men để làm cho lỏng máu đó, giống như coumadin, warfarin chẳng hạn, vân vân, aspirin, thì cái người đó, những người bệnh nhân đó đã có cái chứng bệnh là có thể máu đông được rồi, thành ra mình không nên chích AstraZeneca với Johnson Johnson, tại vì nó có thể làm cho cái huyết khối của mình nó không có bình thẳng, nó có thể có nhiều khi nó bị đông nhiều quá hoặc nó loãng quá, thì cái đó là không nên, thì mình nên chích, nhưng với những người bệnh nhân đó mình nên chích Pfizer và Moderna hơn. Dạ, yeah. Có nhiều người thắc mắc là tại sao vaccine của Astra liên hệ nhiều tới huyết khối, liên hệ nhiều tới đột quỵ hoặc là liên hệ tới những tình trạng máu đông, tiểu cầu thấp. Nó có cái sự liên hệ đó là do cái vaccine đó nó chạy vào người mình, nó vào tim, vào óc, vào não hay như thế nào? Để giải thích là vì sao cái loại vaccine Astra hoặc là Johnson thì thường thường liên hệ với những cái ca triệu chứng gọi là nguy kịch như vậy, thưa chị. Thì theo Trina đã nói với Trà My đó, thì trong đó nó có cái chất EDTA, nó làm cho những cái cơ thể, những người nào mà đã có chứng bệnh mà máu có thể dễ bị huyết khối hoặc là đột quỵ already, những người bệnh nhân này đã có rồi, thì cái EDTA đó nó sẽ stimulate cái cascade của, nó làm cho cái platelet có thể là chẳng Tử mì cầu phải giúp chứ. Thì cái chất đó nó sẽ bị dính lại, cụm lại với nhau và có thể làm cho đông máu mình lại. Thành ra cái EDTA đó không tốt cho những người bệnh nhân đã bị bệnh tim hoặc là đang uống thuốc loãng máu. EDTA đó có trong loại vaccine Astra và Johnson. Đúng. Dạ, cảm ơn chị Đúng rồi. giải thích rất là rõ ràng để những người có những cái tiền sử về sức khỏe nó liên hệ hoặc là có dùng những cái thuốc men liên hệ tới cái chuyện bệnh tim hay liên hệ tới chuyện máu loãng hay máu đông thì họ có cái sự cẩn trọng hơn khi mà lựa chọn cho mình loại vaccine cần thiết và thích hợp nhất. Tại vì dĩ nhiên là trên số đông thì vẫn thấy là những cái rủi ro này nó thấp thôi. Lời khuyên là vẫn là lợi nhiều hơn hại nhưng mà tùy theo tình trạng của từng người nữa. Có nhiều khi đối với cái người đó đặc biệt dị ứng, đặc biệt có những cái sự gọi là nguy cơ cao thì chích vô một cái là thấy hại chứ còn không thấy lợi. Dạ, thành ra cái đó là tùy tình trạng của từng người và thử máu và xem xét theo dõi cùng với cái người bác sĩ chăm sóc sức khỏe của mình thường xuyên. Dạ, những cái loại vaccine khác nhau mình nãy giờ mình nói, ví dụ bây giờ phổ biến nhất là Pfizer, Moderna, Astra và Johnson thì từng cái dị ứng phụ khả dĩ đối với từng loại nó có khác nhau hay không ạ? Sau khi mình đã chia nhóm, mình nói là hai cách công thức bào chế khác nhau thì có những cái loại dị ứng như vậy, nhưng mà từng loại vaccine khác nhau có những cái dị ứng khác nhau hay không? Thì tất cả các vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca nó có thể điều giải các tế bào của chúng ta, tạo ra cái protein để kích hoạt cái phản ứng miễn dịch của con vi trùng COVID. Thì cái product đó, nó vẫn là miễn dịch cho COVID, nhưng cái Moderna với cái Pfizer thì có thể là nó có hiệu quả hơn là 95%. Và cái Johnson & Johnson với AstraZeneca thì chỉ có hiệu quả
75% thôi. Nhưng mà cái lợi của của AstraZeneca và Johnson & Johnson á, thì mình chỉ chích có một mũi thôi, một dose thôi. Còn cái vaccine của Pfizer and Moderna thì mình phải chích hai dose, ít nhất 21 ngày between up to 42 ngày between cái dose giữa đầu hai liều. và cái dose thứ nhì. Thì có nhiều người không có thể tiện lợi cho người ta để trở lại. Và với Moderna với Pfizer, thường thường mũi thứ nhì sẽ có nhiều phản ứng gì hơn, tại vì đây là cái second dose nó vô cho mình, thì những người đó có phần đông là đàn bà hơn là đàn ông, nó có phản ứng dị ứng mạnh mẽ hơn là người đàn ông. Có nhiều người đàn ông chích mũi thứ nhì không có bị gì hết, nhưng mà đàn bà chúng ta từ 18 tới 48 tuổi, khi mà tụi mình chích cái thuốc Pfizer với Moderna vô, thì có nhiều người bị bệnh phải nằm giường luôn 1-2 ngày luôn, giống như là cảm cúm rất là nặng, tại vì nó có một cái phản ứng rất là mạnh đối với người phụ nữ đàn bà hơn là người đàn ông. Mình không biết tại sao bây giờ vẫn còn đang học với những cái vaccine này, tại vì những cái liều thuốc này nó còn rất là mới trong cái market, thành ra mình cũng không biết tại sao nó ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy với người phụ nữ hơn là người đàn ông, nhưng hai cái nó có hiệu quả để miễn dịch con COVID, thành ra mình nên xin lỗi, take cái vaccine hơn là không cái vaccine, xin lỗi nha baby. Dạ không sao, chương trình trực tiếp mà, cho nên là những cái âm thanh đó làm cho cái cuộc nói chuyện nó càng sinh động hơn, mà khán giả nghe thì cũng thấy thú vị, là vì mình không phải trong một cái khung cảnh rất là trang trọng diễn văn hay diễn thuyết phải không ạ? Dạ mình trao đổi trực tiếp, và quý vị có muốn cùng tham gia trao đổi tương tác, dạ cũng được luôn, xin mời quý vị để những câu hỏi thắc mắc của mình, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tham gia với tiến sĩ Trinala. Nhân hồi nãy chị nói tới những cái phản ứng phụ mà đặc biệt nơi phụ nữ mà có nhẹ nhẹ thôi là ít nhất cũng phải là nằm giường như là mình bị cảm cúm vậy đó, nhiều khi thấy tay chân bải quải rồi thấy nóng lạnh ha, dạ rồi thấy cơ bắp đồ đau, thì có Đúng. nhiều người nói nó giống như bị cảm cúm, thì không lẽ cái này cái vaccine này là đưa con virus nó vô người tôi hay sao vậy, cho nên tôi mới bị vậy. Thì câu hỏi ở đây là vaccine COVID có phải đưa cái con COVID nó vô người tôi để tôi làm quen, để tôi chống với con COVID thiệt hay không? Không, không không thể là như vậy, tại vì vaccine của COVID là không có con live virus nào để đưa vào cơ thể của mình hết, nhưng mà nó chính làm tạo ra một cái spike protein, nó đưa vô messenger RNA của mình để À, lấy tạo ra cái cái gai spike, protein của cái nó hả? gai của con COVID, nó giống y hệt như là con COVID nhưng không phải là con COVID. Thành ra bà con đồng bào đừng có lo sợ về cái vaccine của COVID hết, tại nó không có con virus nào để cho mình có thể bị nhiễm trùng bởi vì con COVID virus, tại vì nó không phải là con COVID virus, bởi nó là một cái protein để kích hoạt cái phản ứng miễn dịch đó cho mình do cơ thể của mình tạo ra. Tức là chỉ là cái chất protein bắt chước cái protein gai của cái con COVID mà thôi, chứ không phải cái con COVID nguyên sinh mà đưa vô người. Tại Đúng vì vậy. cái con đó mình còn chưa biết nó ra làm sao đưa vô người thì chắc là chống chọi không nổi. Nói về những cái phản ứng nguy kịch nhất sau khi tiêm vaccine, thì từ đầu mình đã nói là có những cái phản ứng nặng tới nỗi tử vong, nào là huyết khối máu đông vân vân rồi đột quỵ, nhưng mà có những cái dấu hiệu nào sớm để mình có thể nhận biết chặn đứng cái nguy cơ dẫn tới tử vong hay không? Những cái yếu tố nào cho mình thấy là mình sắp sửa có thể bị phản ứng nguy kịch sau khi tiêm vaccine để mà trở tay cho kịp? Ok, vậy thì mình phải coi chừng và đề phòng nhức đầu kinh khủng, tại vì thường thường nó là bị cái đông huyết ở trong mạch máu ở trong đầu Não. mình nhiều hơn, thì nó có những cái báo hiệu giống như mà mình bị đột quỵ vậy đó, bị stroke vậy đó, thì mình có thể bị nhức đầu, blurry vision hoặc là mờ mắt, mình có thể bị giật kinh phong hay là seizure đó, co cơ đó. Mình có thể tay chân mình bị bủng rủng tay chân là loss of motor skill, hoặc cái những cái muscle của mình nó bị sụi, giống như khi mà mình bị đột quỵ vậy đó, giống như bị stroke đột quỵ đó, thì cái tay chân mình dở không lên, hoặc là đầu nhức mắt mờ, và có nhiều người bệnh nhân có thể
nằm ngủ thiếp đi vậy, không có kêu dậy nổi. Thành ra nếu mà mình thấy những cái triệu chứng đó mà nó quá nặng thì mình phải đưa những người bác sĩ, người bệnh nhân đó vào nhà thương để mình nói ok, trong ngày 1 tới 3 hoặc một ngày tới sau 5 ngày đó, sau ngày cái vaccine đó mà có những cái triệu chứng đó thì mình nên đi gặp người bác sĩ hoặc là mình nên đi vào bệnh viện để người ta check lại, chụp cái MRI trong cái đầu, make sure là mình không có bị đột quỵ và những cái stroke symptom đó mình có thể check nó ra. Dạ, đó là sau 2 mũi. Còn nếu như sau 1 mũi đầu tiên mà thấy trong người khó chịu với những cái phản ứng mà hơi là mệt lả hay là cảm cúm nặng quá, hay là thấy tay chân cũng sụi sụi kiểu mà nhấc lên không nổi, những cái phản ứng, những cái dấu hiệu đầu tiên sau cái mũi tiêm đầu tiên đó có phải là cho thấy là mình sắp sửa bị phản ứng nặng và không nên dùng cái vaccine đó cho cái liều thứ hai mà phải chuyển sang cái vaccine khác không? Có nhiều người rất có nhiều cái phản ứng rất là mạnh Trà My, thành ra mình lúc này những tài liệu và những cái bài học nó chưa có cho mình biết được là có nhiều người có phản ứng mạnh đó, người ta bị giống như cảm cúm rất là nặng, nằm liệt giường liệt chiếu luôn, giống như Trina nè, Trina mũi thứ nhì bò ra giường không nổi luôn, 3 ngày sau mới bò ra nổi, còn ông xã của Trina chết giờ vẫn đi làm như thường, không có bị sốt, không có bị hết. Thành ra bây giờ nó cũng hơi mới, nhưng nếu mà chích especially của AstraZeneca hoặc Johnson Johnson thì cái đó nó bị nhiều, cái phản ứng đó nó bị nhiều hơn. Thì nếu mà mình chích xong từ 1 trong 3 ngày, nếu mà mình có những cái triệu chứng đó thì mình nên gặp người bác sĩ hoặc là mình đi nên chụp cái MRI trong cái đầu mình để make sure mình không có bị đột quỵ hoặc là stroke. Còn cái Moderna với cái Pfizer thì nó là flu-like symptom thôi, nó làm giống như mình giống như bị cảm Cảm cúm, cúm. cái đó là thường 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 Pfizer với Moderna sẽ không làm cho mình bị đông huyết cho mẹ ạ. Nhưng mà với những cái mà dị ứng ngay cái lần đầu tiên, cái mũi tiêm đầu tiên mà mình thấy khó chịu quá rồi á, chưa biết là nó sẽ nặng hay nhẹ nhưng mà khó chịu, thì cái mũi sau á mình có nên chuyển vaccine khác hay không ạ? Và cái sự Không, gộng gộp này, dạ. no, thường thường nếu mà mình bắt đầu từ vaccine thứ nhất thì mình nên stay with cái vaccine cùng nhãn hiệu, mình không được mix. Bây giờ hiện tại bây giờ nó không có một cái study nào để cho mình mix mũi Moderna với Pfizer hoặc Moderna với Johnson and Johnson hoặc là Johnson and Johnson với Moderna. Nếu mà mình làm Moderna mình phải stay inconsistency với Moderna, tại vì cái mechanism với là cái the way nó booster nó Cơ khác chế với hoạt nhau. động. Dạ, nó khác với nhau. Có một cái cuộc nghiên cứu mà tức là mình phải cần có nhiều cái sự kiểm chéo, phối kiểm từ chỗ này rồi chỗ kia độc lập với nhau để thấy cuối cùng là đây là một cái kết luận xác đáng cuối cùng. Mới ban đầu thì mình thấy thoạt nhiên là có một cuộc nghiên cứu từ Tây Ban Nha cho thấy là những người nào mà chích cái vaccine Astra mũi đầu tiên mà thấy khó chịu quá, thấy không có yên tâm thì cái mũi thứ hai có thể dùng Pfizer. Và họ đã nghiên cứu trên mấy một cái số lượng lớn, họ thấy những cái người mà chích cái mũi đầu Astra, mũi sau Pfizer đó thì thấy là cái hiệu quả nó cao hơn là nếu những cái người cùng một nhóm như vậy mà chích 2 mũi Astra với nhau y như nhau, thì họ thấy là có thể cộng gộp được. Nhưng mà cái này cũng chỉ là mới cái sự quan sát trên một cái nhóm nhỏ, Rất là chưa ít, có study. rất là nhỏ Trà My. Với lại ở bên Europe, những cái study ở bên Tây Ban Nha với Europe nó chưa không có approved by Food and Drug Administration của United States. Thành ra những người bác sĩ or những người dược khoa ở bên nước Mỹ thì hay thường theo like cái Chỉ lời dạy dẫn của của chỉ dẫn CDC. của CDC hoặc là chỉ dẫn của Food and Drug Administration. Thành ra cái đó là nó sẽ tạo ra một cái an toàn nhất cho người bệnh nhân mình. Thành ra thường thường ở bên Mỹ tụi này sẽ không có mix những cái shot together. Mình sẽ đợi coi cái study đó nó lớn hơn, bành trướng hơn và nó có nhiều hiệu quả hơn thì tụi này bên Mỹ mới bắt đầu chuyển qua qua cái đó. Chứ bây giờ thì chưa, cái number của những người bệnh nhân mà trong cái study đưa nó chưa có tới một cái số sample size mà tụi này có thể là nghĩ là nó là an toàn để tụi này mix mũi cho bên Mỹ. Chị đang nói tới những tiêu chuẩn rất cao về dược phẩm ở Mỹ với cái sự chấp thuận của cơ quan FDA hoặc là cơ quan CDC, là hai nơi mà có thể có những cái chỉ dẫn, hướng dẫn để sử dụng thuốc men như thế nào cho an toàn nhất cho người tiêu dùng. Mặc dù là vẫn còn đang tiếp diễn những cái cuộc nghiên cứu, vì thấy có rất là nhiều người không yên tâm với Astra thì họ mới nghiên cứu thử, họ chích cái mũi thứ hai.
cho những người đã chích mũi đầu Astra bằng Pfizer thì họ thấy hiệu quả cao hơn. Ở cái đó là cái cuộc nghiên cứu ở Tây Ban Nha, nhưng mà chưa có khuyến cáo là nên như thế này, hoàn toàn chưa có khuyến cáo, họ phải Thì không. rất là có nhiều bình luận và dư luận về cái chuyện đó. Thì Trà My dư sức hiểu rằng là những cái mà vector virus vaccine á, khi mà nó chết á, thì thường thường á, chỉ cần có một mũi thôi. Trong lúc đó Pfizer với Moderna thì cần phải hai mũi mới là tới 95% effective. Thành ra nếu mà mình cộng 75% của AstraZeneca một mũi và cộng mũi thứ nhì của Pfizer hoặc Moderna thì of course cái tổng số tỷ lệ nó sẽ more effective hơn là nếu mà mình có hai cái Moderna hoặc hai cái Pfizer. Cái tỷ lệ hiệu nghiệm, chị đang nhắc tới tỷ lệ hiệu nghiệm. Tuy là cùng chung cái công thức, cái cách bào chế giống nhau giữa Johnson and Johnson với lại AstraZeneca cùng một cách làm, tức là dùng một con virus vector làm yếu đi đưa vào, nhưng mà Johnson and Johnson thì chỉ một liều một mũi duy nhất thôi, nhưng Astra thì lại hai mũi, mũi đầu và mũi sau. Và Astra đang được sử dụng tại nhiều nước, đặc biệt là những nước đang phát triển, và vì cái chi phí nó rẻ, sự tiếp cận nó cũng dễ. Thí dụ như ở Việt Nam cũng đã đang triển khai sử dụng rất là nhiều Astra trên cái phần là càng ngày càng nhiều người được tiêm, và cũng có những ca báo cáo phản ứng phụ và có ca tử vong. Thành ra đó là cái điều mà quý vị nên cân nhắc, mũi đầu mũi hai như thế nào, nên hay không nên, tùy theo tình trạng của từng người nữa. Tất nhiên là quý vị cẩn thận đó, thì quý vị nên kiểm tra máu, tại vì nó liên hệ tới máu đông, huyết khối, tiểu cầu đó, thì quý vị kiểm tra máu để đếm cái số lượng tiểu cầu của mình tốt hay không, vững hay không, để mà trước khi mình nhận cái loại vaccine mà vốn nó có cái sự liên kết với máu đông, với huyết khối, tới việc tiểu cầu. Dạ, xin hỏi lúc này có những cái thắc mắc của quý khán giả thì Trâm sẽ từ từ sẽ trả lời giải đáp trong lúc chương trình còn tiếp tục diễn. Quý vị yên tâm là nửa sau chương trình chúng ta sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó nha, quý vị đừng nóng lòng. Mình đang nói về những cái phản ứng tức thì ngay lập tức sau khi tiêm vaccine, một là nhẹ, hai là rất nặng, mình có thể là chết ngay lập tức sau chỉ từ mấy tiếng đồng hồ cho tới vài ngày chẳng hạn vậy. Nhưng mà có những cái gọi là phản ứng phụ lâu dài của vaccine, sau này 5 năm, 7 năm hay là vài tháng mới thấy hay không, ngoài những cái phản ứng phụ tức thì như vậy, thưa tiến sĩ? Sự thật hai cái vaccine bốn loại vaccine này nó rất là mới mẻ trong thị trường của chúng ta, thành ra cái sự hậu quả lâu dài mình chưa có thể biết được, mình chỉ biết cái short term là sau khi chích và sau khi mấy tháng chích đó thôi. Còn những câu hỏi ví dụ như cái miễn dịch protein nó sẽ ở trong cơ thể mình bao lâu, cái đó mình không nói được, tại vì cái vaccine nó mới vừa bắt đầu từ hồi tháng 12 tới bây giờ thì nó chỉ mới có 6 tháng thôi, thành ra người ta không có thể biết được, nhưng mà vẫn còn đang học những cái study đó. Và những cái phản ứng mà lâu dài ở trong cơ thể mình thì cái đó chúng ta cũng chưa biết luôn, thì có thể vài năm nữa thì khi mà Trà My trở lại hỏi câu đó với Trina thì Trina có thể trả lời được, nhưng mà bây giờ tất cả study nó không có cho mình biết là có biểu hiện gì với những cái phản ứng lâu dài khi mà mình receive cái triệu chứng đó. Cần phải có thời Ngoài gian đủ để mà quan sát. ngoại ngoại trừ là những người đã bị phản ứng mạnh, đã bị đông máu hoặc là bị stroke rồi, thì nhiều khi mình bị stroke rồi thì mình có thể bị tê liệt hoặc là mình những có những cái triệu chứng của stroke, thì cái đó là mình phải đi rehab và để tu tập thân thể của mình lại, thì có cái những cái đó thì nó có thể là cái effect lâu dài, nhưng chuyên về cái mũi thuốc thì mình không biết là nó sẽ có những cái hậu quả lâu dài. Có người thắc mắc rằng là phản ứng phụ của từng cái loại, ví dụ giờ mình bị phản ứng phụ về huyết khối, hoặc là bị phản ứng phụ đột quỵ, hoặc là bị hoặc là bị những cái gọi là huyết khối đột quỵ, tiểu cầu thấp, vân vân, thì những cái triệu chứng của những cái này á, nó có giống nhau không, hay là nó cũng một thứ là thấy trong người tự nhiên nhức đầu quá, tay chân bại bại hoại quá như chị nói nãy, nhưng mà Nó tự nhiên giống nó phát hiện rất là giống khi mà mình bị huyết khối hoặc là đột quỵ, mình có thể bị nếu mà ví dụ như nếu mà không có bị trên đầu hoặc là mình bị trong huyết khối ở trong tai, đông máu trong tai hay trong chân thì nó rất là đỏ ngay chỗ đó, và khi mà mình đụng vô thì nó là có sức nóng,
nó có heat, nó sưng lên, thì cái đó cũng là huyết khối đông lạnh. Nếu mà không ở tại đầu và tai, ở tai chân thì mình sẽ bị những cái triệu chứng đó, hoặc là đột quỵ. Khi mà mình bị stroke thì mình bị mờ mắt, khi mà mình bị cảm cúm thường thì mình đâu có bị mờ mắt và mình không có bị mất mấy cái motor skill hay cái cơ quy cơ thể của mình. Và khi mà mình cảm thấy mà rất là yếu, hoặc là yếu một bên thôi, hay là bị sủng mắt, hay là bị méo miệng chẳng hạn, thì đó là những cái triệu chứng cho stroke, thì mình nên đi bác sĩ và bệnh viện rất là gấp, tại vì nó có những cái chất thuốc loãng máu mình có thể chích cho vào cơ thể mình trong vòng 60 phút, và nó có thể loãng cái máu đó đi, thì nó không có bị cái đông, và những cái mạch máu mà nó đông đó, nếu mà nó tách ra nó đi ra chỗ khác thì càng nguy hiểm hơn. Cũng giống như khi mà nó vô phổi thì nó nghẹt phổi của mình bị embolism, pulmonary embolism, hoặc là nó đi vào tim của mình, nó có thể làm cho mình có một cái heart attack, hoặc là bị cardiovascular problem or issue. Chuyện Thành ra tim khi, thành ra khi mà mình thấy nó ở tai hay ở chân của mình thì mình cũng nên đi vào để mình chích thuốc loãng máu vào, cũng giống như là Fragmin hay là Lovenox, something like that, cho nó cấp cứu hơn, nó nhanh chóng hơn là uống một liều aspirin. Và cũng có thắc mắc là tại sao những cái phản ứng phụ mạnh đó lại, đặc biệt là ở phụ nữ mà không nói rồi, lại còn phụ nữ ở tuổi trẻ nữa, từ 18 tới 48 như hồi nãy tiến sĩ Trina là có nói đó. Thì có cái sự liên Thì hệ nào? bây giờ nó có ba cái Yếu dự tố. ứng nó nêu lên, yếu tố nói lên là, một là có thể những người đó, phần phụ nữ đó nó có cái phản ứng mạnh hơn là người đàn ông là thứ nhất. Thứ nhì nữa là có thể genetics, di truyền. Nếu mà mình di truyền mà mình giống như cái bệnh mà Trina nói hồi 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 sớm hơn á, là cái HIT á, là heparin induced thrombocytopenia. Nếu như những nào người nào bị dị ứng của EDTA thì thường thường người đàn bà bị stroke nhiều hơn từ 18 tuổi cho 48 tuổi. Tại sao? Chị mình đánh nhau hỏi. Từ 18 phụ nữ từ 18 tới 48 tuổi. Tuổi Thường đang thường còn trẻ mà. thì cái tuổi đó thường thường, cái này là chỉ là người ta suppose thôi nha, tại vì những cái kết luận của những cái study này nó chưa có come out, người ta chỉ suy nghĩ vậy thôi, là thường thường 18 tới 48 những người phụ nữ đó thường thường đang dùng thuốc ngừa thai, oral contraceptive. Mà khi mà mình dùng thuốc ngừa thai thì thuốc ngừa thai nó có thể làm cho những người đó more prone to DVT hoặc là deep vein thrombosis, cho những cái mà bị huyết khối đó, embolic. Thì nó nghĩ là tại vì trong cái số tỷ lệ những người 18 tới 48 thì lúc đó mình còn sanh đẻ thì mình cần uống thuốc ngừa thai, thì có thể cái đó nó có thể cộng vào làm cho mình dễ bị hơn sau khi mình chích ngừa với cái mũi tên của Pfizer với Moderna. Nhưng cái study đó nó chưa có complete, nó chưa có xong, thành ra người ta chưa có đủ số người để mình biết chắc chắn đó là như vậy không, người ta chỉ suspect nó là như vậy thôi. Nó liên quan tới cái kích thích tố nữ estrogen, có nhiều người còn còn nghĩ rằng cũng là một cái yếu tố estrogen đóng góp vào đó nữa. Tại Thì vì đó, thì oral contraceptive nó sẽ làm thuốc cho ngừa thai đó. progesterone với là estrogen của mình nó lên cao hơn, thành ra cái đó là kết quả tại sao oral contraceptive nó là introduce more estrogen với progesterone ở trong cơ thể của người phụ nữ. Vậy thì Trà My cũng tự suy đoán ra, nếu mà những người mà không có uống thuốc ngừa thai mà bị dị ứng với cái vaccine Astra theo những gì mình nói á, dị ứng huyết khối vân vân, thì nhiều khi do tự bản thân họ từ một cách tự nhiên cái mức estrogen của họ cao hơn người khác, thì nó Đúng, cũng là đúng một vậy. cái nguy cơ. Thành ra khó nói lắm quý vị, đâu có ai đi đo cái mức estrogen của mình cao hay thấp, nó đâu phải là cái chỉ số như là sức nặng hay chiều cao mà mình đi đo hàng ngày để mình biết được. Thành ra cẩn trọng như vậy là mình phải biết được là tiền sử bệnh hoạn của mình, thuốc men trước nay mình uống như thế nào, mình có kỵ với cái gì không, bác sĩ
gia đình chăm sóc sức khỏe trực tiếp của mình sẽ là người có lời khuyên chính xác nhất đối với cơ thể Đúng. của từng người. Dạ. Đúng, Với đúng nhiều vậy. loại vaccine hiện nay và cũng nhiều loại biến thể COVID hiện nay, thì cái loại vaccine nào trị được cái loại biến thể nào, đó là một cái thắc mắc rất lớn với nhiều người, tại vì có nhiều nơi đang bị hoành hành bởi biến thể Ấn Độ, nhiều nơi đang bị oanh tạc bởi biến thể Brazil, nhiều nơi đang phải chống chọi với biến thể Nam Phi chẳng hạn, thì họ không biết là những cái nơi đó với những cái vaccine đang xài, nơi này mà xài vaccine này nó có chịu hay không, nó có tác dụng hay không. Thì trong giới chuyên môn, họ có cái câu trả lời là vaccine nào trị được hoặc là trị được hoặc là tác dụng cao hơn đối với loại biến thể nào hay không ạ? Thì theo China đã nói cho mình đó, Pfizer với Moderna là 95% effective và Johnson Đối với and Johnson một mọi biến thể luôn. across the population. Thì bây giờ cái study đó China có thể là chưa đọc hết, có thể Jamie có thể giúp cho China đáp cái câu giải đáp này, nhưng nó là rất effective cho across những demographic, những dân chủng tộc của trên nước Mỹ. Thì thường thường China là chỉ với bệnh nhân ở trên nước Mỹ nhiều hơn, thành ra China đọc những cái study ở trên nước Mỹ và FDA và CDC nhiều hơn, thì nó đã có rất là hiệu quả across những demographic người Phi châu, người Asian, người white, Hispanic, nó cũng có một cái same hiệu quả. Unless Jamie có một cái gì để Jamie share cho China. Với những cái sự quan sát á, thì người ta thấy là Pfizer hầu như là chứng tỏ hiệu quả với lại nhiều loại biến thể, trong đó biến thể Nam Phi Pfizer cũng thấy là có hiệu quả hơn so với những loại vaccine khác. Biến thể của Ấn Độ thì cũng có một gọi là một cái lời nhận xét từ CDC gần đây nhất, họ nói là Pfizer hình như cũng có hiệu quả đối với biến Cho thể Ấn Asian, Độ. Dạ. người Asian. Biến thể mà đang phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ đó, đó là lời của ông Fauci, là một Đúng. người nhà truyền là bệnh truyền nhiễm, một chuyên gia về bệnh Đúng. truyền nhiễm hàng đầu của nước Mỹ, và họ cũng thấy là nó cũng có tác dụng, Pfizer cũng có tác dụng hơn đối với những cái biến thể Brazil chẳng hạn. Đó là chỉ là họ quan sát Pfizer, tại vì ở Mỹ họ dùng Pfizer là chủ yếu. Còn nếu mà Astra có tác dụng với biến thể Ấn Độ tới đâu, hay là Johnson & Johnson có tác dụng với biến thể Ấn Độ tới đâu, thì hiện bây giờ họ còn phải có thời gian nghiên cứu nữa. Nhưng mà Trà My, mình nói đi thì mình cũng phải nói lại, Moderna với Pfizer nó đã ra từ hồi tháng 10, tháng 11, tháng 12. Thành ra nó been more on the market, thì có nhiều tỷ lệ của những người dân số đó đã chích ngừa, thì nó có cái tỷ lệ, cái thông báo đó là nó more effective. Nhưng mà cái Johnson & Johnson, AstraZeneca nói là nó không có hiệu quả nhiều với những cái tỷ lệ của cái dân số đó, mình chưa biết được. Thì mình phải đợi chừng nào Johnson Johnson and AstraZeneca nó có đủ một cái thời gian để tương đối với Pfizer Moderna, mình mới làm head to head comparison, mình mới nói cái câu đó được. Tại So vì sánh tương đồng. tại vì Johnson Johnson and AstraZeneca mới vừa tung ra thị trường hồi tháng 3 tới bây giờ hả Trà My, thành ra thiệt ra nó chỉ có trong vòng 3 3 tháng. tháng thôi, versus 6 tháng với 7 tháng. Thì 6 tháng với 7 tháng thì cái dân số ở cái tỷ lệ của người chết đó nó có nhiều hơn, thì mình có thể quyết Quan định sát. xác định cái đó được. Còn cái Johnson với cái AstraZeneca, because nó mới ra quá quá sớm từ hồi tháng 3 tới bây giờ, mình Cần không có thể thời làm gian. cái comparison head to head được. Đúng, ông Fauci nói như vậy là rất là đúng, tại vì mình có nhiều study và nhiều tỷ lệ hơn, 7 triệu ngàn shot versus bây giờ từ hồi tháng 3 tới bây giờ mình đâu có nhiều cái shot như vậy ở bên Mỹ đâu, Johnson, để mình làm một cái quyết định so sánh xác giữa định để mình so sánh giữa hai, tại vì hai cái thời gian nó quá nhiều sự chênh lệch. cho Thì nên cũng phải cái đó cần. là chỉ có một điều là China kinda nói tiếp lại cho đồng bào kinda hiểu chứ, về hai cái khía cạnh. Một người có thể mình nói ô, tại mình quen thuộc với cái thuốc Moderna với Pfizer quá, mình nghĩ là nó hiệu quả quá, thành ra mình cứ tung nó ra mình nói ra. Nhưng mà Johnson and Johnson với AstraZeneca, nếu mà cho người ta thời gian trong vòng thêm 3 tháng 4 tháng nữa thì nó có thể là the same outcome. Mình phải cần thời gian đủ để quan sát để có được cái kết luận chính xác. Hiện bây giờ thì thấy những cái vaccine đi trước kinh qua được cái thời gian dài hơn thì thấy nó có chứng tỏ hiệu nghiệm, đó là cái sự nhận xét dựa trên cái vaccine đó thôi, chứ chưa có cái sự so sánh là
cái vaccine nào là Dạ. hàng đầu, hàng hai, hàng ba, tại vì Rồi, nó không thể nó chưa có nhà, nó chưa có comparison head to head study của each one để compare cái từng cái effect. một để mà Dạ. đối chiếu so sánh ngang ngửa với nhau. Dạ Nhưng và mình sẽ có, trong coming thời up. gian sắp tới. Dạ. Dạ về về cái việc tiêm vaccine thì cũng có những cái rất là ngạc nhiên sửng sốt, là vì tôi tiêm vaccine rồi sau đó tôi lại bị nhiễm COVID, vậy thì những cái ca đó người ta gọi là đột phá vaccine. Tại sao COVID lại đột phá được vaccine, và nó đột phá được ở những cái trường hợp đặc biệt nào không, hay là ai cũng có thể bị? Ai cũng có thể bị nhiễm trùng lại. Thì khi mà mình bị miễn dịch đó, mình có cái antigen hoặc là cái kháng sinh trùng đó trong cơ thể của Kháng mình nguyên. kháng nguyên, thì mỗi một người cái kháng nguyên nó giữ lại trong cơ thể mình nó sẽ khác nhau. Ví dụ như những người có thể Trina có thể cái kháng nguyên nó có thể stay trong cái body của Trina 6 tháng, nhưng mà khi Trà My chích cái vaccine nó vô, maybe cái kháng nguyên nó có thể ở trong cơ thể của Trà My chỉ có 3 tháng. Thành ra tùy theo cái thời gian mà cái kháng nguyên nó ở trong cơ thể mình, mà bây giờ là nó mới quá, thành ra người ta cũng không có biết là khoảng chừng bao nhiêu lâu cái kháng nguyên nó có thể ở trong cái cơ thể mình. Nhưng Trà My cũng phải nên nhớ là Pfizer và Moderna thì 95% effective, còn 5% nữa thì sao? Có 5% trong cái chủng số đó, những người bệnh nhân đó chích nó không có effect gì hết, 5% đó, cái subpopulation 5% đó, thì những cái người đó là sẽ không có bị protection, nó không có được cái sự bảo Bảo vệ vệ của cơ yeah. quan nguyên. Thì có nhiều người người ta bị tái phá, lại bị nhiễm trùng một lần thứ nhì nữa, có thể là tại vì cái vaccine nó không có work cho người đó, hoặc là cái vaccine đó cái kháng nguyên nó không có ở trong cái cơ thể nó Lâu. dài lâu hơn là 90 ngày, 3 tháng. Thành ra bây giờ người ta có thể nghĩ là tháng 9, tháng 10 này có thể là chính phủ hoặc CDC, FDA có thể là cho mình một cái booster shot, là thêm một cái shot thứ ba nữa, để trước khi mình bước vào cái mùa cảm cúm, để mình được cái extra kháng nguyên Tăng cường đó bảo vệ. bảo vệ cho mình, tăng cường lên để cho mình bảo vệ cái immunity của mình. Thành ra bây giờ là mình không biết là bao nhiêu lâu, thành ra that's why có nhiều người bị nhiễm trùng lại, và có nhiều người không bị, và có nhiều người chết rồi vẫn bị. Tại Thành vì ra mình không tùy biết thuộc mình vào nằm cái trong kháng cái nguyên. mình không có thể biết mình nằm ở trong cái thành phần nào. Cũng giống như là khi mà mình làm cái rapid test á, cái antigen test á, mình đi thử COVID test á, Xét nghiệm nhưng COVID mà nè. mình có cái kháng kháng Nguyên. cái antigen kháng vi đó, thì mình biết là mình có protection. Những cái người có chích rồi mà đi thử cái đó không có antigen thì cái người đó là không có được protected bởi Tức là cái có kháng nguyên thì vaccine. mới có được cái sự bảo vệ. Thành ra những người mà đã từng nhiễm COVID rồi á, mà không biết á, có thể đi thử kháng nguyên để xem coi mình có đã từng bị hay chưa, để biết là cái kháng nguyên của mình còn hay không, mà cũng còn được tới bao lâu thì cũng không ai trả lời được hết. Mình chưa trả lời được cái câu đó, là rất là nhiều người muốn biết, và nhất là những người bác sĩ và dược sĩ như bên healthcare, thì cái đó là một cái câu hỏi là tụi này đang mong đợi nhất, để coi coi khoảng bao lâu thì nó vẫn còn, thì bây giờ mấy cái study nó vẫn còn ấy, nhưng mà mới có 6 tháng rồi Trà My, thành ra mình cũng chưa có biết hết những cái câu hỏi, những cái đáp số, những cái lời trả lời đó cho những người bệnh nhân của mình. Và Thì đó là những cái yếu tố giải thích cho vì sao chích vaccine dạ rồi vẫn bị nhiễm, vì dạ kháng nguyên tồn tại không được lâu, hoặc là quý vị vẫn còn 5% rủi ro, chỉ bảo vệ được 95% là cao lắm rồi. Thành ra cái đó ngoài tầm kiểm soát của con người. Trong lúc này có những cái câu hỏi rất là nhiều, nhưng mà Nguyễn Tuấn Anh hỏi là vaccine Pfizer đó có khả năng bị phản ứng phụ hay không? Dạ, thì nãy mình cũng có nói rồi. có rồi à Dạ. ha có Nhưng mà không có gì mà trầm trọng cho đến nỗi là, ví dụ như tới nỗi bị huyết khối hay là đột quỵ hay là đúng bị vậy sốc phản vệ
thì chưa ghi nhận những cái ca như vậy nhiều ở Nhưng mà Pfizer. nhớ rằng mình phải tới 2 mũi lần nha các bạn nhé. Mình phải trở lại 2 lần. Thì là nếu mà mình cái thời khóa biểu của mình nó quá bận rộn, hoặc là mình làm những cái việc mà mình phải travel hay là mình đi làm, có nhiều khi nó không có tiện lợi cho những người bệnh nhân đó để trở lại cho cái mũi thứ nhì, thì 1 mũi nó sẽ là tốt hơn hay là 2 mũi, tùy theo những cái người bệnh nhân và những cái chu kỳ mà mình muốn đạt được. Mình nói nãy giờ là vaccine cho người lớn, và trong lúc này thì ở Mỹ đã là đi đầu trong cái việc là tiêm vaccine cho trẻ em, là với cái sự đồng ý của cơ quan hữu trách cho phép tiêm vaccine Pfizer nơi trẻ em từ 12 tới 15 tuổi. Và suốt tuần qua ở nước Mỹ đã có 600.000 liều đã được tiêm vào các cánh tay của những trẻ em trong độ tuổi đó. Thì hiện bây giờ cái băn khoăn của những bậc phụ huynh dồn vào con cái của mình, tại vì mình dù lớn rồi, mình nhiều khi mình biết là mình mạnh hơn, khả năng kháng thể mình cao hơn vân vân, mình lo ít, lo là lo trẻ em. Bây giờ không biết là trẻ em chích vaccine như vậy thì cũng có những cái rủi ro tiềm ẩn, huyết khối, sốc phản vệ hay không, đột quỵ hay không, thưa tiến sĩ Trinh là. Thì có một tin rất là mừng, có thể là tháng 9 này Pfizer sẽ ra một liều thuốc đã có thể cho chích ngừa cho trẻ em từ 2 tuổi tới 11 tuổi. Nhưng mà bây giờ người ta vẫn còn thí nghiệm đó Trà My, thành ra có thể là tháng 9 sẽ làm cho trẻ em từ 2 tuổi tới 11 tuổi. Khi mà mình nói là có nên đi chơi không, không đi chơi, hoặc là những trẻ em chưa có bị chích ngừa mình có nên chở những người trẻ em đó đi chơi hay là không đi chơi, thì không sao hết, tại vì con nít hồi phục rất là nhanh chóng, và thường thường con nít không phải là một người vector, tất nhiên là nó ít khi nào mà đứa con nít mà được cái COVID mà nó có nhiễm trùng ngược lại cho người adult ở người lớn hơn. Thành ra CDC và FDA không có quan trọng là những đứa trẻ em bị nhiễm trùng, tại vì cái immunity tụi nó trẻ trung mà tụi nó có thể đánh lại rất là mạnh. Đề kháng nơi trẻ em. Nhưng Rồi mà người ta nhưng mà lo là không biết trẻ em có thể bị những cái phản ứng nặng không chị, như sốc phản vệ hay là như huyết khối không? thì chưa có cái tài liệu nào là nói nhiều. Thì trong những cái vaccine vừa qua, trong cái study của vaccine thì có chừng 2.000 đứa con nít đã bị cũng giống như là multi system inflammatory, là những cái organ ở trong mình nó bị sưng lên inflammatory, thì chỉ có 2.000 đứa trẻ em sau khi bị COVID là bị như vậy thôi. Trong trong đó là từ hồi COVID tới bây giờ thì hơn là 3 triệu trẻ em bị nhiễm trùng bởi COVID, nhưng mà chỉ có 2.000 người là 2.000 trẻ em là sẽ bị long hauler. Tiếng Mỹ cái bằng long hauler là sự lâu dài, cái chuyến bệnh đó, nó có thể xảy ra làm cho phổi sưng, COPD, làm cho cái Hô hấp. hô hấp, shortness of breath từ này kia, thì có chừng 2.000 trẻ em, nhưng mà mình không biết cái tỷ lệ đó còn cháu mình là người nào, đứa trẻ em nào sẽ bị cái phản ứng đó lâu Đó là dài. những cái phản ứng lâu dài từ COVID. Thế còn với vaccine đó, bây giờ tiêm cho con nít vaccine thì có sợ nó sẽ bị giống người lớn là sẽ có thể huyết khối, cơ thể sốc phản vệ hay không? Immunity của trẻ em rất là mạnh, chích xong đi chơi bay nhảy như thường thôi, không có gì hết. Có những người adolescent là thiếu thanh niên đó, Thanh thiếu niên đó. thanh thiếu niên đó, teenager đó, thì có nhiều người bị cảm cúm mạnh sau khi liều dose thứ nhì. Nhưng mà tại vì nó là chỉ cái dị ứng mạnh, nó làm cho cái immunity của mình nó trigger mạnh hơn thôi. Tại vì cái sức immunity của những thanh thiếu niên thì nó sẽ mạnh hơn là những người adult. Câu hỏi của Bella Huỳnh là vaccine Johnson Johnson có an toàn cho người cao tuổi, cao niên hay không? Người già. Thì người già với là cao tuổi chưa có một cái evidence hay cái study nào đã nói người cao tuổi bị không an toàn, tại vì mình nên nhớ rằng người cao tuổi sẽ rất là ít ít progesterone và ít estrogen, thành ra
không có cái trigger tính số nữ đó. đâu, cái nó không có trigger cái huyết khối hoặc cái đụy cho những người cao số đó. Thường thường là đàn bà 18 tới 48 tuổi thì nó trigger cái đó nhiều hơn. Dạ, tức là nó kích thích, nó kích hoạt cái sự phản ứng lại thì nó nhiều hơn, gây huyết khối nhiều hơn là nơi những người đã tắc kinh rồi, những phụ nữ cao niên. Thì theo quan sát và theo nghiên cứu thì tới nay họ thấy là tương đối. Nhưng 65 tuổi trở lên mà đã bị bệnh đông máu rồi hoặc là bị bệnh tim thì không nên chích cái thuốc đó. Prefer là Trina sẽ recommend là những người mà lớn tuổi mà có những cái chứng bệnh để có thể làm cho bị đông máu hoặc là có stroke trước khi rồi á, đã trước đây đã có bị bệnh stroke rồi thì nên dùng Pfizer và Moderna hơn. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Có những cái thắc mắc liên quan tới cái việc uống rượu có độ cồn á, khi tới chích vaccine. Trước khi chích vaccine uống được hay không? Trong lúc đang chờ mũi thứ hai uống được hay không? Rồi hay là đợi đợi chích xong bao nhiêu thời gian tôi mới được uống rượu bia lại? Có sự kiêng cữ này không? Dạ. Bây giờ cái study á, nó khi mà study mà tung ra thuốc ra thị trường để study với những người bệnh nhân mà được chích thuốc thì Trà My biết là 7 triệu người được chích vaccine COVID tới tới từ lúc đầu cho đến bây giờ, thì trong 7 triệu đó thì người ta không có kiêng cữ về về uống rượu. Nhưng đây nói là uống rượu ít ít thôi chứ không phải là uống hết chai này qua chai kia hoặc là ly này qua ly kia, nhưng mà moderate drinking thì không sao hết, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng nếu mình uống rượu nhiều nó sẽ làm giảm giảm cái immunity của mình, uống rượu Giảm cái nhiều đề nó sẽ làm kháng. đại kháng của mình, thì cái đó người nào cũng vậy hết, uống nhiều là nó sẽ bị giảm cái immunity của mình. Thành ra khi mà mình chích vô mà mình uống thì nó giảm luôn cái kích hoạt phản ứng miễn dịch của mình á, nhiều hơn là những người khác, thì cái kháng kháng nguyên của mình á, nó sẽ tỷ lệ nó Thấp sẽ thấp xuống. lại thấp lại. Thành ra uống một ly hoặc hai ly không sao, uống năm chai bảy chai hay một kết thì có sao. Tức là nhậu rồi đó. Dạ, uống tới mức mà nhậu thì cũng nguy hiểm. Dạ, tại vì nó ảnh hưởng tới cái đề kháng của mình, chứ không phải là nó sợ là nó ảnh hưởng tới cái vaccine hoạt động như thế nào. Nó không có interact gì với vaccine của mình hết. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Dược Trinala rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Mình đã trải qua hơn 1 tiếng với những thông tin rất là bổ ích và thú vị. Nếu như mà chúng ta càng hiểu biết được càng nhiều về vaccine, càng nhiều về đại dịch thì chúng ta mới có thể bảo vệ được mình và người thân của mình tốt hơn. Đó là cái công cụ hỗ trợ cho chúng ta rất là đắc lực lúc này, ngoài sự hiểu biết là vaccine. Thành ra chương trình của chúng tôi hàng tuần mang đến cho quý vị những thông tin mới liên quan tới đại dịch và liên quan tới vaccine để quý vị có thể cảm thấy an tâm hơn, cảm thấy thoải mái hơn khi sinh hoạt giữa đại dịch mà không phải lơm nớp lo sợ là cái này có dẫn tới chết người hay không, vaccine bây giờ như vậy có nên chích hay không. Những câu hỏi đó, những băn khoăn đó sẽ được chúng tôi giải đáp, mà một khi quý vị được hiểu rõ rồi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng, xoa dịu đi bớt những cái lo lắng của mình trong cái mùa đại dịch này. Trà My ơi, chuyên nào muốn gấp đóng thêm một câu giải đáp nữa là có rất nhiều người bệnh nhân mà đang có bầu và mang thai đó, họ hay thường tự hỏi tới chuyên nào có nên chích ngừa không hay là không nên chích ngừa, thì cái câu này cũng chuyên nào cũng được hỏi rất là nhiều, thành ra chuyên nào muốn nói luôn cho đài VOA khán giả biết luôn là cái COVID shot vaccine cho những người phụ nữ có mang thai không có cái gì mà phải lo sợ hết. Ngoài ra khi mà người đang có bầu và sau khi đó họ có con rồi chích cái COVID shot vaccine đó, thì cái chất antigen, cái kháng nguyên đó nó qua những cái lactation là sữa cho mẹ, thành ra khi mà mình cho con mình bú, con mình cũng được cái kháng nguyên đó để chống COVID, em bé too, so it's a good thing, so đừng có sợ gì hết. Nếu mà các bạn có bầu hay là những ai có bầu nên khuyên người ta nên đi lấy vaccine thì bảo vệ cho người mẹ cộng với em bé sắp sinh ra too. Dạ, và cái lời khuyên này là dựa trên sự khuyến cáo chỉ dẫn của CDC tại Mỹ, tức là những gì thực hành trên thực tiễn tại Mỹ với vaccine Pfizer và Moderna.
chứ không phải là với Astra, tại vì Đúng ở vậy. Mỹ không có sử dụng vaccine Astra, cho nên là không có một cái lời khuyến cáo nào nói là những bà bầu nên tiêm vaccine Astra. Nó hoàn toàn nó khác với cái tình hình ở Việt Nam là hiện bây giờ mọi người chỉ có vaccine Astra mà thôi. Cho nên khi quý vị lấy cái lời khuyên này, quý vị rõ ràng phân biệt là Là vaccine nào Pfizer and Moderna. đang được khuyên, tại vì ở Mỹ người ta sử dụng vaccine này, người ta quan sát thấy hiệu nghiệm và không có ảnh hưởng gì hết, mà còn tăng thêm cái tính bảo vệ cho bà mẹ và trẻ em, nên người ta khuyên là các thai phụ ở Mỹ nên tiêm vaccine đi, nghĩa là tiêm Pfizer và Moderna, còn Astra không có thực dụng tại Mỹ, không có được áp dụng sử dụng tại Mỹ nên không có cái lời khuyên. Nhưng mà ở Brazil thì sau khi tiêm cho một số thai phụ đó thì hàng loạt các ca thai phụ đã được tiêm thì có một ca tử vong Chỉ vì có một đột ca quỵ. thôi. Và Brazil ngay lập tức là ngưng không tiêm vaccine AstraZeneca, là loại vaccine mà Việt Nam đang dùng. Brazil ngưng không cho tiêm nơi thai phụ. Đấy là tình hình những gì đang diễn ra trên thực tế ở các nước đang sử dụng vaccine AstraZeneca. Thưa quý vị. Nhưng mà bao gồm tất cả trên thế giới và địa cầu này á, là AstraZeneca đã cho gần 30 triệu mũi rồi mà chỉ có một 10 phụ nữ mang thai bị tử vong thôi. Thành ra cái tiểu số lượng đó cũng rớt, tỷ lệ đó rớt là ít. Tất cả những cái ca gọi là biến chứng, phản ứng phụ hoặc là tử vong sau khi tiêm vaccine hiện bây giờ đều được gọi là những ca hiếm thấy. Hiếm thấy so với cái chuyện là rất là nhiều người tiêm như vậy, cái tỷ lệ chỉ là nó nhỏ thôi. Đó là hiếm thấy, thưa quý vị. Chứ không phải là mình thấy nó phổ biến á. Tức là cứ 10 người bị một người thì cái đó là quá sợ. Hoặc là 100, 1.000 người bị một người thì quá sợ. Cái đây là cái tỷ lệ trên cả hàng triệu. Hàng triệu ca thì mới có vài ca. Đúng vậy. Thì đó là những điều mình cần biết và cân nhắc như thế nào tùy vào từng người. Cảm ơn quý vị thật là nhiều đã trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ trên chương trình này để cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin về COVID và vaccine chống COVID cho tới thời điểm này. Và mong quý vị giữ gìn sức khỏe thật tốt với những kiến thức hiểu biết của mình. Nếu quý vị bấm like và share thì sẽ giúp cho nhiều người cùng được hiểu biết và mình cùng bảo vệ lẫn nhau về sức khỏe cộng đồng. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Trina La từ Texas đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi mong được tiếp chuyện với quý vị, với các chuyên gia như chị Trina La trong những chương trình thường xuyên hàng tuần của đài VOA để mang tới những thông tin bổ ích khác nữa. Xin cảm ơn Trà My và khán thính giả của VOA. Mong rằng những câu giải đáp của Trina đưa đến với quý khán giả nó có thể giải đáp chút nào sự ưu phiền và ưu lo về khi mà mình đi chích ngừa vaccine nhé. Hẹn mình gặp lại kỳ sau. Cảm ơn chị thật là nhiều và xin cảm ơn tất cả quý vị. Trà My trân trọng kính chào.